Nha, xin chào mọi người, lại là mình Gigi đây. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Gigi nha. Đến hẹn lại lên thì hôm nay tụi mình có bản cập nhật mới liên quan tới màu sắc này mọi người. Đầu tiên là tụi mình có bạn điểm danh đủ màu. Điểm danh tới ngày thứ 7 là tụi mình sẽ nhận được một cái băng đồ cầu vồng. Cái này siêu xinh luôn. Rồi tiếp theo là lần này là tụi mình sẽ có bộ siêu tập cầu vồng. Trong đây thì mình sẽ đi thu thập cá với lại côn trùng, là mình sẽ nhận tất cả món quà ở trong đây nè mọi người. Rất là nhiều luôn, mình kéo nó giờ mà chưa hết nè. Mà cái sự kiện giao tay mình còn làm chưa xong nữa mà tới sự kiện này rồi. Để mình xem tiếp trong cửa hàng. Wow, bữa nay có bán vé bốc thăm kèm với lại mồ luôn nè. Rồi, ui, có bể cá cực quang hả? Wow, trong này có hai loại, bể cá vuông với lại bể cá tròn. Trời ơi, 200 kim cương luôn á. Nếu mà mình câu được con cá vào cầu vồng thì mình sẽ mua. Còn đây là điều mình mong chờ nhất trong mỗi lần cập nhật nè mọi người, đó chính là hộp bốc thăm mới. Nhưng mà trước khi đi xem cái hộp đó thì mình mở cái hộp này nha, để xem thử nhân phẩm hôm nay có ổn không. Nếu mà không ổn thì mình sẽ đi câu cá, khỏi mở hộp luôn. Ý, hộp đầu tiên ra cái giường là cũng thấy hơi ổn rồi. Tiếp. Tự kê hả? Không ổn máy. Rồi, hộp cuối cùng nè. Ý, cái này xác suất nó cũng khó ra nha. Thì mình thấy nhân phẩm hôm nay cũng tạm tạm á. Thôi bây giờ mình sẽ vào trong kia. Trước tiên là mình sẽ tìm ra túi cây. Tại vì bữa giờ mình quá su cà na rồi mọi người. Su cực kỳ luôn, mở cái gì nó cũng không có ra hết. Nên mình sẽ làm đủ mọi cách luôn. Giờ túi cây trước nha. Ok, túi cây xong rồi. Bây giờ mình sẽ lục đồ ra hết. Rồi, mặc đồ bình thường thôi. Giả nghèo mới mở ra được đồ hiếm lận. Ok, xong rồi, bây giờ mình bắt đầu mở nha. Thì hộp bốc thăm lần này tên là bốc thăm chúc phúc san hô. Wow, vừa mới vô là hiện ra cái món xịn nhất rồi. Cần câu chúc phúc san hô, để mình xem thông số nha. Tăng 80% cơ hội thành công, 100% xuất hiện cá đủ màu, 40% cá huyền thoại và tăng cơ hội cá vương miện là 20%. Wow, cái cần này xịn ha mọi người, vừa đẹp mà còn vừa xịn nốt. Rồi, bên này là vương miện chúc phúc của san hô. Tiếp theo là tóc chúc phúc của san hô. Ôi, mái tóc xinh ha. Còn cái đầm thì siêu đẹp luôn, có cái bó hoa cầm tay nữa chứ. Cái này là bồn tắm. Ừ, cái này đẹp nè. Rồi, cầu nước chúc phúc. Ê, cái này phương tiện hả ta? Để mình xem. Có thể dùng để trang trí. Cái này không phải phương tiện mọi người ạ. Thì đợt này là game ra rất là nhiều cá mới, nên cá mà mình muốn mở ra nhất trong cái hộp này đó chính là phần cầu. Không biết hôm nay mình có ra được không? Hộp đầu tiên mình ra được một cái ghế sò. Ôi, cái này cũng đẹp. Rồi tiếp nha, mấy cái nội thất thì cho ra mọi thứ một cái là được rồi, đừng có cho ra nhiều. Tiếp hộp thứ hai, ra gì đây? Ui, trời ơi mọi người ơi, tin được không? Hộp thứ hai mình ra được cái đầm chúc phúc rồi. Trời, cái đầm này siêu đẹp luôn. Coi bộ ngày hôm nay mình sẽ mở hộp ra hơn lắm nè. Tại vì mới hộp thứ hai mình ra được món hiếm rồi. Bây giờ mình sẽ mở 10 hộp bằng kim cương nha mọi người. Tại vì đợt này là Duy không có vé nhiều. Ok, giờ mở nha. Mong là cho ra cái cần. Cái gì đây? Ui, cái gì đây? À, cái bó hoa, trời ơi, nãy xem mà quên. Nghe nói san hô non phát triển thì trở thành một bó hoa rạng rỡ. Và wow, nhìn rạng rỡ thiệt. Đó, cái gì đây, giống cái kia vậy, hoa chúc phúc của san hô. Không biết cái này để làm gì luôn. Chắc là để trang trí rồi. Oh my god. Lại ra thêm một cái đầm nữa. Trời ơi, sao hôm nay ví đầm nhiều vậy ta. Cho một cái là đủ mặt rồi, cho nhiều là tái chế á. Tiếp nè. Trời ơi, vừa mới nói luôn mà không nghe. Trời ơi, ba cái đầm sao mà mặc cho hết. Mấy cái kia thì không ra bớt đi như cái cần á. Cái gì đây? Thảm sống chúc phúc của san hô. Cái này thì không còn nhiều, ra một cái thôi. Ui, mình thấy rồi, có cái gì ở trên đầu kia. Vương miện chúc phúc. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Vậy là mình có đầm với lại vương miện rồi. Bây giờ thiếu giày với tóc. Ui, trời ơi, cho đôi giày luôn. Ôi, xịn nhở, san đan chúc phúc. Ôi được nha, tiếp. Lần này là món nội thất mới mọi người ạ. Đèn sứ màu san hô. Ừ, cái này đẹp nè. Tiếp. Sao? Thôi nhưng mà không sao, 10 hộp này là mình ra được cái gì cầm tay nè, cái vương miện vậy đôi giày là cũng ok rồi. Bây giờ tiếp 10 hộp nữa nha. Mình có linh cảm 10 hộp này là mình sẽ ra được cái cần câu. Tại nãy giờ thấy mở cũng hơi mà, đâu có xui đâu. 10 hộp này là cho ra cái cần, ra cái đầu tóc là được rồi. Mấy cái món nội thất không ra cũng không sao, tại vì gì đâu có cần. Trời ơi, sao cho ra cái đầm này miết luôn á. Nó khó mà chứ đâu có dễ đâu. Cái xác suất này để dành cho ra mấy cái món kia là ok rồi. Hồi nãy mở ra cái thứ ba là thấy ngán rồi, bây giờ cái thứ tư là muốn sang chấn luôn á. Rồi, cái đèn. Rồi, tiếp một cái đèn nữa. Mình rất là sợ cái tiếng này luôn. Đó, vừa mới nói luôn á. Trời, 5 hộp rồi mọi người ơi. Trời, 6 hộp rồi. Cái gì nữa đây? Trời. Ui, tưởng gì chứ, cái này mình có rồi. Rồi, còn một hộp cuối. Hộp này cho ra cái cần đi. Còn không cho ra cái mái tóc cũng được. Đang nỉ luôn á. Ra cái cần nha.
Trời ơi, món hiếm nhưng mà không phải cái cần mọi người ạ, là cầu nước chúc phúc. Cái này chỉ để trang trí thôi. Trời ơi, vậy là mình mở 22 hộp là mình chỉ được bộ đồ thôi mọi người, mà cũng không full nữa, thiếu cái mái tóc. Giờ mình sẽ kiếm kim cương mình mở thêm nữa. Để coi nha, 46 hộp này là 30. Vậy là không có đủ mọi người ơi, vậy là mình chỉ mở thêm được có một hộp nữa à. Thôi mà không sao, một hộp thì mình vẫn còn hy vọng. Rồi bây giờ mọi người giúp Di mở cái hộp cuối cùng này bằng cách là nhấn like video này với lại nhấn nút đăng ký nha, để Di mở ra được cái cần câu này. Rồi mọi người bấm xong chưa? Bây giờ Di mở nha. Trời ơi, nó hồi hộp gì đâu á. Hồi hộp mà tim là thôi chịu, vậy là không cho ra rồi. Nhưng mà may sao là mình vẫn có bộ đồ. Để mình mặc bộ đồ cho mọi người xem. Trời ơi, bốn cái đầm luôn mọi người, ba đôi giày, một cái vương miện. Không biết các bạn nào ở trong đây mở hộp mà không ra đầm không? Để gì nhảy viết cho nè. Rồi mọi người nhảy viết cần là cho gì. Giờ mình sẽ chạy vào nhà đặt mấy món nội thất ra. Mình thấy mấy cái món nội thất trong hộp bóc thăm này cũng đẹp. Rồi đầu tiên là hoa chúc phúc nè. Trời ơi, gì mà mở ra 6 cái hoa chúc phúc. Trời ơi. Tiếp theo là bốn cây đèn sứ. Mình thích cái đèn này á mọi người, mình ra được 4 cái luôn. Còn quả cầu kia nhìn cũng đẹp mà không biết có hiệu ứng gì không, để tí nữa mình xem sau. Rồi cái ghế, trời đúng một cái ghế. Rồi cái thảm nữa cũng đúng một cái luôn. Ok, vậy là hết rồi đó, để mình xem nha. Coi, đèn là chắc chắn bật lên được rồi. Để xem mấy cái san hô ở dưới đất nha. Rồi, chỉ để chân vậy thôi chứ không có hiệu ứng gì hết á. Rồi cái này, cái quả cầu xịn nè. Quả cầu này cũng không có hiệu ứng gì luôn mọi người. Trời ơi, nền tím mà lạ vậy. Để mình tắt đèn coi nó sáng không nha. Để coi thử. Cũng không sáng gì luôn. Chỉ có cái đèn là bật là nó sáng thôi. Còn mấy cái kia là tối thui à. Mình tưởng quả cầu đó nó sẽ có tuyết rơi hay là bật biển gì đó rồi xoay xoay ở bên trong. Ai ngờ đâu nó đứng yên à. À với lại cái này nữa. Cái mình mở ra cái cầm tay á mọi người. Đây, bó hoa san hô. Rồi, siêu xinh luôn. Thì trước khi kết thúc video này, mình sẽ ký tên cho một vài bạn nha. Thì đầu tiên là bạn Nà 15443812. Rồi tiếp theo bạn thứ hai có tên là bé Annie Cuti. Rồi bạn thứ ba là bạn Lisa Moni. Trời ghê vậy. Bạn thứ tư sẽ là bạn Mai. Và cuối cùng sẽ là bạn Sun. Ok, thì video của Di tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu yêu thích Di thì hãy cho Di xin một like và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, bye, bye.